nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa giữa huyện Changdo-gun của Hàn Quốc và huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Sáng ngày 15 tháng 11, tại xóm Phú Ninh, xã Phú Đình đã diễn ra nhiều hoạt động nhằm chào mừng ngày đại đoàn kết và chào đón đoàn công tác của huyện Changdo-gun, tỉnh Kiêng Sang-buk-do, Hàn Quốc do ngài Kim Ha-su, huyện trưởng làm trưởng đoàn đến thăm địa phương. Đi cùng đoàn về phía huyện có đồng chí Nguyễn Đức Lực, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Lãnh đạo các cơ quan đơn vị của huyện, lãnh đạo xã Phú Đình và bà con nhân dân xóm Phú Ninh. Trong những năm qua, nhân dân xóm Phú Ninh đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của huyện Changdo-gun, tỉnh Kiêng Sang-buk-do, Hàn Quốc, Quý Sê-mê-un, các cấp lãnh đạo từ tỉnh Thái Nguyên, huyện Định Hóa, các phòng ban của huyện Định Hóa và xã Phú Đình. Xóm Phú Ninh đã có nhiều sự thay đổi về diện mạo nông thôn và đời sống của người dân được nâng cao hơn. Thông qua việc triển khai xây dựng làng mới, được Quỹ Sê-mê-un giới thiệu, hướng dẫn, xóm Phú Ninh thực hiện các cuộc vận động, tạo ra sự lan tỏa, thiết thực, hiệu quả trong các hoạt động dự án với tinh thần cần cù tự lực, hợp tác, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo tiền đề cho mối quan hệ trong khu dân cư ngày càng đoàn kết, gắn bó vươn lên làm kinh tế. Trong dịp đến với Định Hóa lần này, đoàn công tác huyện Changdo-gun đã cùng dự khánh thành công trình xưởng chế biến hợp tác xã Phú Thịnh. Đây là công trình do huyện Changdo-gun, tỉnh Kiêng Sang-buk-do, Hàn Quốc tài trợ thực hiện. Nhân dịp này, xã Phú Đình đã trao thưởng cho các gia đình văn hóa tiêu biểu xóm Phú Ninh. Lãnh đạo huyện Định Hóa, huyện Changdo-gun, Hàn Quốc và xã Phú Đình đã tặng hoa chúc mừng nhân dân xóm Phú Ninh. Tiếp đó, đoàn công tác của huyện Changdo-gun, tỉnh Kiêng Sang-buk-do, Hàn Quốc, lãnh đạo huyện Định Hóa, lãnh đạo xã Phú Đình đã cùng chung vui với bà con nhân dân xóm Phú Ninh nhân dịp ngày hội đại đoàn kết toàn dân, cùng nắm tay, hòa cùng điệu nhảy sạp rộn ràng và cũng tham gia dạ bánh dày, đánh yến, đi cầu thăng bằng. Nông nhạc Cha San cũng đã biểu diễn tiết mục âm nhạc truyền thống của huyện Changdo-gun, Hàn Quốc với sự cổ vũ nhiệt tình của nhân dân Phú Ninh. Qua đó đã tạo nên không khí vô cùng vui tươi và thắm tình đoàn kết.